Chào các bạn đã trở lại với kênh Nấu Ăn Đơn Giản. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món bún mắm. Về phần nguyên liệu thì ở đây mình có hai phần. Ở phần bên tay phải màn hình mình có nguyên liệu để làm nước dùng. Thì ở đây mình có khoảng 1 đến 1 cân rưỡi xương ống lợn, cà tím, một củ, hành khô, một chút đường, nước mắm, dầu ăn. Cái này thì tí nữa mình sẽ dùng để xào cà tím. Một chút muối, một chút hạt nêm. Để món này chuẩn vị hơn thì các bạn có thể làm mắm từ con cá mắm thật. Nhưng mà mình thì không tìm được cái nguyên liệu này, thế nên hôm nay mình chỉ dùng nước mắm thông thường mình có ở nhà thôi. Về phần đồ ăn ăn kèm thì ở đây mình có 300g thịt lợn 3 chỉ. Cái này để tí nữa mình sẽ dùng làm thịt heo quay giòn bỉ. Một chút tôm, tí nữa mình sẽ luộc ăn kèm, và một chút sò điệp đông lạnh. Thì theo công thức mình đọc ở trên mạng thì đáng ra các bạn sẽ để dùng món mực, nhưng mà mình không tìm được mực, thế nên là mình sẽ dùng sò điệp đông lạnh thay cho nó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món bún mắm nhé. Đầu tiên thì để làm nước dùng cho món này thì các bạn bắt đầu bằng cách đun xương ống. Thực ra là đây là xương cổ, không phải xương ống đâu. Sau khi cho xương vào nồi nước để luộc, các bạn đóng vung, đợi cho đến khi nào nước sôi thì chúng mình sẽ giảm nhỏ lửa lại và để lửa nhỏ liu riu trong vòng 1 tiếng để cho chúng ta sẽ có một nồi nước xương thật là ngọt. Nếu các bạn có nồi áp suất thì dùng nồi áp suất sẽ dễ hơn, nhưng mà ở trên kênh này thì mình nấu nồi áp suất nhiều quá rồi, hôm nay mình sẽ nấu bằng nồi bình thường. Ok. Sau khi mà nước đã sôi thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có rất nhiều bọt bẩn. Thực ra là mình nghĩ là nó không bẩn lắm đâu, nhưng mà để nước trong thì các bạn vớt đổ đi nhé. Ok, sau khi đã lọc cặn bẩn xong thì các bạn tiếp tục đóng vung, bật lửa nhỏ và đun một tiếng nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại nồi nước vào một tiếng nhé. Bằng chứng lửa nhỏ nhé các bạn, chúng ta không để lửa to, không thì lúc đun các bạn sẽ bị tràn nước đấy. Suýt quên một bước rất quan trọng là nồi nước luộc thì cũng cần phải có gia vị. Thì gia vị các bạn cho vào là muối, hạt nêm và đường. Cái này thì các bạn điều chỉnh tùy theo cái khẩu vị của mình thôi, không cần phải nhất thiết là theo một cái công thức nào cả. Đấy, một nồi nước này thì mình sẽ cho khoảng một nắm đường như thế này và một chút hạt nêm. Về phần mắm thì với một nồi nước như thế này thì mình sẽ cho một thìa nước mắm vào. Nhưng khi mà nước đã sôi lim dim thế này thì các bạn có thể thử vị một chút. Nếu mà thấy gia vị không phù hợp thì mình có thể điều chỉnh ngay cái lúc mà nồi đang ninh luôn. Nghĩ là cái nồi nước này của mình đang hơi thiếu một chút ngọt nên là mình sẽ cho thêm một chút đường. Tiếp tục lại là một nắm đường nữa. Thêm một chút đi. Ok, và giờ mình sẽ đóng nồi và đun tiếp. Đun tiếp 45 phút nữa. Cái này đã đun được 15 phút rồi. Trong lúc mà nước dùng đang đun thì chúng ta sẽ chuẩn bị món thịt heo quay giòn bì. Thì vì phần giới thiệu nguyên liệu mình không giới thiệu những cái mà để ướp thịt, thế nên là hôm nay mình sẽ chỉ dùng muối thôi. Nhưng mà nếu các bạn có hạt tiêu hay là ngũ vị hương, hoặc là các bạn thích những loại gia vị nào với thịt của mình thì các bạn có thể tẩm ướp thêm. Nhưng mà bây giờ thì như đã nói thì mình sẽ chỉ tẩm ướp với muối thôi.
thì các bạn rải muối lên thịt heo đều các mặt. Và để cho thịt heo ngấm vị thì mình sẽ để thịt ướp trong vòng từ 15 đến 20 phút. Và bí quyết là để làm thịt heo giòn bì là da lợn của các bạn phải thật khô. Thế nên là tí nữa thì mình sẽ dùng giấy để thấm bớt nước trên bề mặt của da heo đi. One eternity later. Ở đây thì thịt lợn ba chỉ của mình đã ướp được 20 phút. Bây giờ mình sẽ lấy paper towel, giấy để thấm bớt nước trên bề mặt da của thịt lợn đi. Cái bước này rất là quan trọng để mình có một để cái bì bì lợn của mình được giòn hơn. Cho nên các bạn đừng bỏ qua bước này nhé. Đây các bạn thấy là cái tờ giấy của mình rất ẩm. Trên bề mặt của bì lợn không nên có nhiều nước thế này. Nếu không thì nó sẽ không được giòn đâu. Để tốt nhất thì các bạn có thể ướp muối và để bì lợn trong tủ lạnh qua đêm, thì cái điều này nó sẽ khiến cái da cái bì lợn của mình nó sẽ khô hơn, thì nó sẽ được nở và nó giòn hơn. Nhưng mà hiện tại thì mình không có thời gian, thế nên là mình sẽ chỉ sử dụng phương pháp này thôi. Sau khi đã thấm nước trên bề mặt của bì lợn, các bạn có thể lấy một cái dĩa để mình sẽ chọc chọc qua bì lợn thế này. Thực sự thì mình cũng không biết là tại sao làm thế này thì bì lợn nó giòn hơn, nhưng mà trong quá khứ thì mình đã thấy điều này nó đúng và trên mạng người ta dạy thế, thế nên là mình sẽ làm theo. Mình thấy ở đây thì cái bì lợn của mình nó vẫn còn hơi ẩm một chút, nên là mình sẽ lấy thêm giấy ra để tiếp tục thấm bớt nước trên cái bề mặt bì lợn đi. Ok, và giờ là bước chuẩn bị ướp thịt đã xong. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần nướng thịt lợn, quay thịt lợn hoặc là rán thịt lợn. Mình không biết nữa, mình dùng nồi chiên không dầu. Thế nên là mình cũng không biết nó là rán, nướng hay là quay nữa. Nhưng mà về cơ bản chung nó là vậy. Ok. Và giờ thì mình sẽ cho bì lợn vào nồi quay không dầu, nồi chiên không dầu để quay thịt giòn bì. Ở đây thì với 300g thịt lợn thì mình sẽ để 400 độ F trong vòng 25 phút. Mình sẽ tìm độ C cho các bạn sau. Cảm ơn nhé. Ok, và sau 20 phút thì chúng ta sẽ có một món thịt quay giòn bì cực kỳ đơn giản. Món này rất là dễ làm. One eternity later. Ok, và giờ thì 20 phút thời gian nướng thịt lợn của mình đã xong rồi. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là thịt lợn của chúng ta bì có giòn không nhé. Đấy, như các bạn có thể thấy là nó khá là giòn đây. Tôi sẽ lấy dao ra thử cho các bạn. Các bạn có nghe thấy tiếng giòn không ạ? Để giòn hơn thì các bạn có thể nướng thêm 5 phút nữa. Thịt lợn này nó sẽ không cháy đâu. 25 phút nó cũng khá là bình thường, mình nghĩ thế. Ok, vậy thì thêm 5 phút nữa nhé. Trong lúc đấy thì chúng ta sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác cho món bún mắm của mình. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bước cuối cùng cho món nước dùng của mình. Nó chính là xào cà tím và cho cà tím vào cùng với cả nước dùng. Thì bước đầu tiên tất nhiên sẽ là cắt cà tím. Ok. Các bạn cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn là được. Như ở đây thì mình thái thành những miếng tròn nhỏ. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể thái theo kiểu khác. Đó chính là các bạn cắt một mảnh, một nửa thế này và thái thành những cái mảnh dài thì ăn có thể là nó sẽ hay hơn chăng? Mình không biết nữa, mình sẽ thái theo nhiều kiểu để thử xem là cái kiểu nào thì sẽ ăn hợp miệng mình nhất. Ok, và giờ là bước cuối cùng để chuẩn bị cho nước dùng của mình. Đầu tiên các bạn cho một chút
dầu vào chảo để mình xào cà tím. Các bạn nhớ đợi dầu nóng mới cho cà tím vào nha. Đây có vẻ là chảo này của mình hơi bé rồi, nhưng không sao. Này cũng không cần chảo to quá làm gì cả. Vì đây là xào không phải rán các bạn ạ. Các bạn xào cà khoảng 3 đến 4 phút cho lúc nào mà các bạn thấy cà nó đổi màu và mềm một chút là được. Cho xin tí hành khô ấy. Bao nhiêu? Bao nhiêu được. Và các bạn có thể cho một chút hành khô và xào ấy cả cà tím cho thơm. Ít nhất là mình nghĩ nó sẽ thơm hơn. Còn thật hay không thì mình không biết. Ok ok, thế thôi. Cảm ơn. Hơi nhiều hành khô rồi. Nhưng không sao các bạn ạ, hành khô càng ngon càng thơm. Hoặc ít nhất là mình nghĩ thế. Hành khô ngon mà. Đúng, hành khô số 1. Ăn xôi phải nhiều hành khô mới ngon các bạn ơi. Ôi. Ôi, hôm nào chúng ta làm một bữa xôi. Đấy, teaser nhé các bạn. Hôm nào bọn tôi sẽ làm một bữa xôi. Xôi xéo, xôi đậu xanh gì đấy. Ok, như các bạn để thấy là cả mình cũng hơi mềm mềm một chút rồi. Nhưng mà có những cái miếng mà nó vẫn còn chưa chín. Tại vì cái chảo nó hơi bé nên mình sẽ xào thêm một chút. Ok, và bây giờ cà đã mềm rồi, mình sẽ chuyển ra mình cho vào nồi nước để luộc cùng xương nhé. Ok, giờ các bạn đổ cà tím và hành khô vào nồi nước luộc của mình. Và đóng nắp đun thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa. Trong 5-10 phút đấy thì mình sẽ chuẩn bị tôm và sò điệp để ăn cùng với cả món bún mắm. Ba con tôm. Thêm 3 con nữa. Với tôm và sò điệp thì các bạn cứ luộc khoảng tầm 5 đến 10 phút là mình nghĩ nó sẽ chín. Hoặc là nếu không các bạn sẽ thấy lúc nào mà con tôm của mình nó chuyển sang màu da cam thì tức là nó sẽ chín. Và mình nghĩ là các bạn biết điều này rồi, nhưng mà mình sẽ nói lại tại vì đây là video nấu ăn. Ok. Ok, và trong lúc mà chờ nước tiếp tục đun và chờ tôm và sò điệp chín thì chúng ta sẽ cắt thịt lợn. Đấy, như các bạn thấy là da của miếng thịt lợn này rất là giòn. Để làm miếng thịt lợn giòn bì thì không có gì khó cả. Các bạn chỉ cần một miếng bì khô. Tức là các bạn lấy giấy và thấm nó hết nước đi là được. Xong rồi tống vào lò chiên không dầu. Muối. Kể cả muối nữa, các bạn cần muối. Muối sẽ hút ẩm cho cái bì của các bạn đi. Đừng quên cái đấy nha. Ok, bây giờ mình thực sự là mình không biết cắt cái này thế nào vì nó hơi nóng. Mình sẽ để ngang nó ra và thử cắt kiểu này xem. Cũng thế đấy, chứ phải chặt. Improvise adapt overcome các bạn ơi. Đấy, nếu mà nóng quá các bạn có thể lấy một cái cầm như thế này như mình thì cắt nó sẽ dễ hơn. Hoặc các bạn có thể đợi thịt nguội cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cắt lúc nó nóng như thế này thì nó sẽ ngon hơn. Hoặc là mình nghĩ thế. Đúng hay không thì mình cũng không chắc lắm. Thế các bạn để thấy là miếng thịt nó vẫn còn rất là mọng nước. Và bì thì rất là giòn. Mình sẽ ăn thử cho các bạn nghe tiếng crack nhé. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành món bún mắm. Đây, các bạn chỉ việc bày ra thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho bún vào trước. Thì sau khi cho bún thì các bạn sẽ chan cải. Món này rất là thơm các bạn ạ.
để xếp lại cả cho nó vị trí phù hợp hơn. Nó bắt mắt để phục vụ những nội dung sống ảo như là đăng YouTube chẳng hạn. Đây là sao mình sẽ tiếp tục cho tôm sò nghiệp và thịt lợn giò mì và bát bún của mình. Lượng rau thì mình thấy là nước hơi ít thì mình sẽ chan thêm một chút. Món này thì không có xương nhưng mà vì các bạn đã luộc xương ở nhà và xương ninh một tiếng thì ăn rất là ngon, cho nên mình sẽ cho thêm cả xương vào nữa. Ta-da, mình đã hoàn thành xong món bún mắm. Món này nấu trong vòng thời gian là 1 tiếng, cả ninh xương, nấu thịt và tất cả các bước luôn. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng.